Nhẹ tên chiếc lá xa cành, an yên một kiếp hóa thành vô ưu. Khi chiếc lá nhẹ tên buông mình theo gió, Âu cũng là lúc cởi bỏ chiếc áo tứ đại, gửi về lại cho đất mẹ bao la, không chút vướng bận, chẳng nỗi ưu phiền, mong manh nhưng bình yên đến lạ. Và khi đất mẹ mở rộng vòng tay để ôm trọn tấm thân bình yên ấy, chính là lúc chúng ta thể hiện sự hiếu nghĩa vẹn toàn dành cho người thân để đền đáp công đức sinh thành và dưỡng dục, tìm một nơi thật sự an yên, một cõi vĩnh hằng để có thể làm nhẹ lòng người đi về chốn viễn phương và an lòng người ở lại. Đó chính là nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An. Với biểu tượng là cánh bồ công anh nhỏ bé, khẽ buông mình theo gió hóa vô ưu, nơi đây ta có thể lưu giữ mãi những kỷ niệm, nơi tôn vinh giá trị về nguồn cội, nơi mà sự kết nối giữa các thế hệ vẫn bền vững qua từng năm tháng. Nằm cách cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh chỉ 48 km, hoặc đi từ cửa ngõ phía Tây Nam chỉ 56 km, nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho người thân khi an yên tìm về cùng đất mẹ. Được công ty cổ phần đầu tư phát triển Phố Đông đầu tư 8,2 hectare giai đoạn 1 trên tổng thể 30,2 hectare toàn dự án và khánh thành vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An mong muốn xóa đi hình ảnh những nghĩa trang xưa cũ quá nặng nề, thay vào đó là xây dựng một mô hình nghĩa trang hoàn toàn mới thông qua việc kiến tạo một không gian với các khu yên nghỉ, cây xanh và mặt nước hòa quyện, đan xen và tôn vinh lẫn nhau. Đó chính là sự hòa hợp cùng thiên nhiên, sự an yên trong bao la đất mẹ. Với tâm niệm tạo nên khu an nghỉ vĩnh hằng để những người thân thương vun cho tròn chữ hiếu, các công trình tại nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An đều được chăm chút tỉ mỉ từ khâu lập kế hoạch, thiết kế đến thi công hoàn thiện. Các phân khu yên nghỉ được quy hoạch một cách thật chỉnh chu và đồng bộ nhằm đảm bảo đầy đủ các yếu tố về mặt phong thủy cũng như sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Nằm trong khuôn viên rợp bóng cây xanh trên trục đường Thiên Lý, nhà tang lễ với quy mô 4 sảnh tang, không gian thoáng rộng, luôn luôn đủ đáp ứng cho tất cả các nhu cầu của quý khách. Nhà tang lễ được thiết kế và thi công theo phong cách hiện đại, thể hiện được sự tôn kính, trang nghiêm nhưng cũng phải thật gần gũi cho những khoảnh khắc trước khi giã từ và trao gửi người thân cho đất mẹ. Nằm tại trung tâm của nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An là hồ Trúc Bạch, với chiếc cầu Trúc Bạch xinh xắn được bắc ngang hồ, ví như thuyền Bát Nhã, một chiếc thuyền của trí tuệ để đưa người trần tục vượt qua biển khổ sanh tử đến bến bờ niết bàn an vui. Ngoài ra còn có hai khu dừng chân được bố trí trên mặt hồ Trúc Lâm và Trúc Thủy. Nơi đây với những đóa hoa khoe sắc cùng mặt nước mát lành, chúng ta có thể dành chút khoảng lặng để vỗ về những kỷ niệm luôn đong đầy cùng người thân, dành chút không gian giúp con cháu hiểu rõ hơn về truyền thống gia đình, nguồn cội, về đạo hiếu của người Việt. Với ý niệm về sự vẹn toàn đạo hiếu, đức hạnh này mãi luôn tỏa sáng, ngày càng rực rỡ để gia tộc luôn được phồn thịnh. Các phân khu trong tổng thể 8,2 hectare được bố trí hài hòa cùng nhau, với tên gọi đầu mỗi khu hợp lại tạo thành câu trọn nghĩa: Đức Lưu Quang, Nhật Tiến Vinh Hoa, cùng với gia đường hưng thịnh. Các cung đường mang tên loài hoa như Nguyệt Quế, Thiên Lý, Ngọc Lan, Linh Lan ôm trọn toàn khu, kết hợp cùng hồ Trúc Bạch, Trúc Lâm và Trúc Thủy tạo nên một tổng thể tâm linh vĩnh hằng, góp phần mang lại cho nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An một nét riêng, an yên và vẹn nghĩa. Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp và giàu tâm huyết, tổng thể nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An được quy hoạch một cách hài hòa, đa dạng về mẫu mộ, khuôn viên lăng mộ, đáp ứng được tất cả các nhu cầu của quý khách, cụ thể như mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc, mộ cải táng, với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau. Và một nét riêng nổi bật tại nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An là ứng với từng khu sẽ có một mẫu mộ đồng bộ cho toàn khu đó. Chính điều này tạo nên sự đồng nhất trong quy hoạch, mang đến cho nghĩa trang một sự chỉnh chu và thực sự hài hòa trong tổng thể. Đối với những khách hàng lựa chọn cách hóa thân để về cùng các bụi, thì nhà lưu tro cốt là nơi lưu giữ những gì còn lại sau sự hóa thân ấy. Với hai loại học lưu cốt đơn và đôi, cùng với các học được thiết kế từng ngăn độc lập, có khóa và hình ảnh bên ngoài, giúp quý khách có thể an tâm gửi gắm và dễ dàng tìm thấy người thân mỗi khi thăm viếng. Một tổng thể tâm linh vĩnh hằng, nơi mà sự an yên trong bao la đất mẹ thật sự nhẹ nhàng, nơi mà sự vô ưu luôn luôn hiện hữu cùng thiên nhiên xanh mát, nơi mà đạo nghĩa luôn được thể hiện một cách toàn vẹn nhất, nơi mà ta có thể vung cho tròn chữ hiếu. Đó chính là nghĩa trang công viên Phúc An Viên Long An, nơi trọn đạo hiếu, vẹn nghĩa tình.